Hello, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với Con 68 TV. Mình là Linda và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn khám phá top các blockchain game rất đáng mong đợi vào năm 2022. Những tựa game mà mình đưa ra trong video lần này sẽ có gameplay rất là cuốn hút, rất là hấp dẫn và sẽ có những cái cập nhật rất mới, rất đáng mong chờ vào năm 2022. Let's get started. Tựa game đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến với mọi người đó là một cái tựa game mà vô cùng quen thuộc và cũng là một cái tượng đài trong mảng game play to earn, bởi vì nó là cái game mà dẫn đầu cho cái hot trend game phai năm vừa rồi, đó chính là Axie Infinity. Thì cho những bạn nào chưa biết, tại vì Linda nghĩ là ai cũng biết hết rồi, thì Axie Infinity là một cái trò chơi chiến đấu chiến thuật, trong đó hai người chơi chiến đấu với nhau bằng cách sử dụng một đội hình Axie gồm 3 con. Và những cái con Axie này thì đến từ cái lục địa Lunacia và chúng có đủ loại hình dáng và kích cỡ cũng như là kỹ năng. Vậy nếu mà Axie quen thuộc đến vậy thì có gì để chúng ta mong đợi vào năm 2022 đúng không? Trước hết là cùng điểm qua năm 2021 thì phải nói là đây là năm của Axie, bởi vì trò chơi này đã thổi bùng lên cái xu hướng GameFi cực kỳ hot. Và bản thân Axie thì cũng rất là tích cực trong cái việc mở rộng hệ sinh thái của mình, cho phép staking AXS nè, rồi triển khai mainnet ra sidechain Ronin, và đặc biệt là nó đã cho ra mắt token Ron và phát triển một cái sàn DEX riêng cho dự án mang tên là Katana. Trong năm 2022 thì Axie đã có rất là nhiều thay đổi quan trọng mà tất cả cộng đồng đều rất mong chờ. Đầu tiên đó chính là Battle Version 2, hay còn được gọi là Axie Infinity The Origin. Thì cái mục tiêu chính của cái Battle Version 2 này là cho phép mọi người chơi thử trò chơi miễn phí trước khi mua NFT cần thiết để tham gia trò chơi thật, trò chơi chính á. Và trong cái Battle Version 2 á, thì những cái con Axie mà được phân phối cho người chơi thì thật ra là không thể giao dịch được bên ngoài trò chơi vì chúng không phải là NFT thật. Ngoài ra thì cái phiên bản mới của cái trò chơi này thì cũng có những cái cơ chế, những cái hình ảnh động mà rất là mới đã được cập nhật, và những cái khả năng như là người dùng có thể gắn sức mạnh cho những cái con Axie này để tăng sức mạnh cho nó. Những cái điều này thì nó chưa từng tồn tại ở trong cái phiên bản gốc. Cái thứ hai đó chính là hệ thống LAN, tức là hệ thống đất đai ấy. Thì cái tờ LAN này là sẽ là một cái trò chơi riêng biệt và còn được gọi là Project Kingdom hay là K. Và trong cái hệ thống LAN này thì người chơi có thể sử dụng cái con Axie của mình để xây dựng căn cứ này, thu thập tài nguyên và cạnh tranh với nhau để kiểm soát Lunacia. Và mặc dù là trò chơi chưa được phát hành nhưng mà những cái mảnh đất ảo nhỏ này đã được rao bán và thu về hàng triệu đô la. Ngoài ra thì Axie cũng có một cái chương trình gọi là Axie Infinity Builders Program, thì mình tạm dịch là chương trình xây dựng Axie. Thì với cái chương trình này thì bạn sẽ được cung cấp nguồn lực, rồi bao gồm cả tiền và các cái hỗ trợ kỹ thuật khác để phát triển những cái game dựa trên Axie. Ví dụ như là bạn muốn build một cái game dựa trên Axie thì bạn hoàn toàn có thể tham gia cái chương trình này nha. Và tất cả những cái cập nhật mới mình giới thiệu với các bạn về Axie thì đã đưa cái game này đến với cái dạng là eSport hơn là cái dạng game play to earn. Và những cái người chơi bình thường thì thường được khuyến khích là đánh với nhau nhiều hơn là đánh với máy để farm tiền. Thì liệu Axie có trở thành một cái eSport mà được phổ biến rộng rãi trong năm 2022 hay không thì mình cùng chờ xem nha. Game thứ hai mà Linda muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là Titan Arena. Thì nếu mà bạn nào có chơi game truyền thống thì không thể không biết đến những cái tên cực kỳ quen thuộc như là Liên Minh Huyền Thoại này, Dota 2 này, PUBG này, vân vân. Thì Titan Arena cũng tương tự như vậy. Nó là một cái eSports game và là cái dòng game play to earn mobile battle, tức là bạn có thể chơi được cả trên PC lẫn điện thoại. Và cách chơi thì rất là đơn giản. Bạn chỉ cần tập hợp bạn bè này, thành lập một cái đội và đi chiến đấu với những cái người khác. Thì bạn có thể nhập vai vào các cái nhân vật ở trong Titan Arena, tham gia vào các cuộc chiến và có thể earn tiền, có thể kiếm được tiền từ cái việc giành chiến thắng trong các cái cuộc chiến này. Có các cái chế độ chơi như là 3 người, 4 người, 5 người. Các cái chế độ chơi khác như là Battle, Solo, Duo, Superstar, Deathmatch, v.v. Ngoài ra thì còn có các cái mùa giải, các cái sự kiện đặc biệt như là Campaign PvE, Collection PvE, PvP, Leaderboard Competition hay là War PvP. Đặc biệt là thi tình có hai cách chơi, đó là Free to Earn và Play to Earn. Free to Earn tức là bạn sẽ không cần vốn và bạn có thể chơi miễn phí. Sau đó khi nào bạn đạt cái hạng Bronze 1 tức là hạng đồng 1 thì bạn có thể claim được cái đồng THC. Cái thứ hai đó là play to earn, tức là bạn dùng tiền để đi mua những cái tướng xịn, sau đó bạn chơi và bạn có thể kiếm được cái đồng THC.
Như mình đã nói thì game sẽ có hai token, đó là THG tức là token quản trị và THC chính là token chính được sử dụng trong các cái hoạt động của Titan Arena. Gần đây thì Titan có rất là nhiều cái cập nhật liên quan tới tính năng, nhân vật và các giải đấu dành cho những người chơi giỏi trong game. Mục tiêu là để đa dạng hóa các lối chơi chiến thuật trong game. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy là Titan đã giới thiệu các cái nhân vật mới cũng như là giới thiệu những cái tournament mới. Hiện tại thì Titan đã có hơn 22 triệu người chơi, một con số cực kỳ khủng. Game tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó là Illuvium. Illuvium thì là một cái tựa game có sự kết hợp giữa RPG truyền thống với lại là cái cơ chế chiến đấu tự động hay còn được gọi là Auto Battler. Thì cái game nội dung game này rất đơn giản là bạn sẽ khám phá một cái thế giới mở, là có một cái sự pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và giả tưởng, tức là bạn sẽ đi giữa cái vùng đất này đến các cái vùng đất khác để chiến đấu và bắt giữ các cái Illuvio, sau đó sử dụng các cái Illuvio này như là một phần của cái team bạn để đi chiến đấu. Thì cho những bạn chưa biết thì cái Illuvio là những cái sinh vật mà có những cái hình thức cũng như là độ hiếm, cái sức chiến đấu, các cái lớp lang khác nhau, thì bạn sẽ dùng những cái sinh vật này để tạo ra một cái đội chiến đấu lý tưởng, tức là có những cái đặc tính, những cái phẩm chất, những cái đặc điểm vượt trội để có thể chiến đấu với cái đội bạn. Hiện tại thì Illuvium được xây dựng ở trên Immutable X Layer 2 và token của game là ILV chạy trên nền tảng ERC20 và Solana. Các bạn có thể mua cái token này thông qua SushiSwap hay là Gay.io hay là Max. Thì như các bạn có thể thấy, đó là hiện tại thì mình sẽ có cái dòng là Private Beta Registration is Live, tức là bạn có thể đăng ký tham gia thử cái bản beta của game. Cho nên bạn nào mà muốn chơi thử cái bản beta này, cái bản PvE Auto Battler Survival Mode này thì có thể đăng ký ở cái đường link dưới đây nha. Dự án tiếp theo chính là The Sandbox. Thì The Sandbox là một cái game thuộc hệ Metaverse xây dựng ở trên blockchain Ethereum. Và trong cái game này thì người chơi sẽ tham gia xây dựng một cái thế giới ảo độc đáo và sở hữu kiếm tiền từ các token Sand hoặc là các cái tài sản NFT ở trong cái nền tảng. Thì hệ sinh thái của Sandbox thì gồm 3 thành phần. Thứ nhất là Vox Edit, là một cái mô hình 3D cho phép người dùng có thể tạo ra các đối tượng hoạt hình 3D như là người, động vật hay công cụ vân vân. Cái thứ hai tức là Marketplace, tức là một cái chợ mà người dùng có thể đăng tải công khai và buôn bán các cái tài sản được tạo ở trên Vox Edit. Cái thứ ba chính là Game Maker, cho phép người dùng có thể tạo dựng các cái trò chơi 3D mà không tốn phí. Ngoài ra thì trong The Sandbox còn một cái tài sản nữa gọi là Land Token. Thì Land á, thì có nghĩa là đất đai đúng không? Nhưng mà mình có thể hiểu là nó là một phần của cái hệ thống Metaverse này và bạn có thể dùng nó để lưu trữ các cái nội dung như là tài sản và trò chơi. Thì nguồn cung của Land á, là 166.464 Land, tức là nguồn cung có giới hạn nha mọi người. Là bạn có thể dùng những cái Land này để xuất bản trò chơi của mình và thậm chí là có thể thuê cho thuê cả cái Land này nữa. Người dùng thì có thể kiếm thu nhập bằng cách là bán access, tức là bán các cái tài sản NFT của mình. Thứ hai là có thể là sở hữu land, tức là có thể mua land sau đó là cho thuê hoặc là đưa chúng vào các cái sản phẩm của mình để tăng giá trị của land. Cái thứ ba là bạn có thể xây dựng các cái game ở trên Game Maker và kiếm tiền từ các cái game này. Ngoài ra thì bạn có thể tạo các cái avatar, tức là bạn có thể thiết kế các avatar của mình ở trên game. Đồng token chính của dự án là đồng Sen. Thì bạn có thể dùng cái đồng Sen này để giao dịch, để quản trị mạng lưới, để staking, vân vân. Thì với cái xu hướng Metaverse, một cái xu hướng đang cực kỳ hot dạo gần đây, thì mình tin rằng The Sandbox sẽ có những cái bước phát triển vượt bậc ở trong năm 2022. Cypher là một dự án trò chơi dựa trên blockchain. Trong đó thì những cái người chơi sẽ sử dụng cái hình đại diện của họ để tham gia vào cái cuộc chiến theo phong cách MOBA. Và để giành được các cái giải thưởng quan trọng đó, thì các cái nhân vật này sẽ tranh giành các cái lãnh thổ Cypheria, tức là cái thế giới, cái lãnh thổ của các cái Cypher này. Gameplay của Cypher thì có các cái chế độ như sau. Đầu tiên là chế độ PvP thông thường, tức là bạn sẽ điều khiển tối đa 3 anh hùng để có thể chiến đấu trực tuyến với nhiều người chơi khác nhau. Ngoài ra thì nếu mà bạn chơi solo thì bạn sẽ đấu với những người chơi solo khác. Chế độ thứ hai là PvP xếp hạng, tức là bạn sẽ chiến đấu và sẽ được xếp hạng như các bạn xếp hạng để nhận phần thưởng á. Và ngoài ra thì mình có thể chinh phục các thử thách hàng ngày để nhận phần thưởng kép. Chế độ tiếp theo là PvE, tức là một đội chơi gồm 3 người chơi sẽ tham gia cùng nhau để truy tìm
và chiến đấu chống lại các cái boss và các cái quái vật ở trong game. Chế độ thứ tư là các cái cuộc thám hiểm PVE không hoạt động, tức là mình sẽ làm những cái công việc nhàn rỗi như là nuôi vật phẩm và tài nguyên, mình thu thập các cái tài nguyên nhằm tăng cấp cho nhân vật cũng như là thiết bị của mình. Ngoài ra thì Cypher cũng có các cái chế độ như là ban hội, tức là nơi mà các cái thành viên sẽ tụ tập và trao các cái đặc quyền và quyền năng định kỳ cho nhau. Sẽ bạn có thể là bán các ảnh đại diện và vật phẩm của mình dưới dạng NFT. Có cả các cái trạm cơ sở mặt trăng thì người chơi có thể khám phá tất cả các hoạt động trên cái trạm cơ sở mặt trăng, bao gồm là các cái ban hội thương gia này, trạm tế chế tạo, quán bar và các cái đại sảnh danh vọng. Vừa rồi thì Cypher đã đưa ra cái bộ sưu tập Metaverse đầu tiên, có tổng cộng là 10.000 Cypher dưới dạng NFT đã được tạo ra, và mỗi loại thì sẽ có một cái phong cách độc đáo được tạo ra bởi các nhà điêu khắc 2D và 3D tài năng, và bộ sưu tập mang tên là Cypherian Search. Thì những cái Cypher này sẽ là những cái chìa khóa đầu tiên để tham gia Metaverse Cypher. Token của Cypher thì chính là Cypher luôn. Và Cypher cũng vừa mới kết thúc cái đợt mở bán Public Sale. Bất cờ của Cypher thì toàn hàng khủng như là Coin 98 hay là Bitcraft, Kyber Network, v.v. Dragonfly Capital. Nói chung là toàn hàng khủng, cho nên các bạn có thể yên tâm vào tiềm năng phát triển của game này trong năm 2022 nha. Hồi xưa mọi người có chơi cái game nông trại tên là Hay Day không? Hồi xưa Linh đang chơi cái game nó cực kỳ nhiều, ngày nào cũng cài hết trơn. Thì ở đây mình sẽ có một cái game cũng tương tự như vậy, đó là My Neighbor Alice. Thì My Neighbor Alice là nơi là bất kỳ ai cũng có thể mua và sở hữu các cái hòn đảo ảo. Thì mình có thể mua đất, xây nhà, để nuôi trồng hạt giống, sưu tầm NFT và gặp gỡ bạn bè. Sau đó thì mình còn có thể tham gia với các hoạt động khác nhau như là trồng trọt, câu cá, bắt bọ, xây dựng cơ sở kinh doanh v.v. Và cái game này thì được lấy cảm hứng từ những cái trò chơi thành công như là Animal Crossing hay là nông trại Hay Day như mà mình vừa mới nói. Thể loại của nó là giống như kiểu farming nông trại nha mọi người. Các cái tính năng cơ bản của trò chơi thì mình sẽ có đầu tiên là Marketplace, tức là cái chợ nơi người chơi có thể mua và bán đất của họ cũng như là các cái vật phẩm NFT khác ở trong game. Thứ hai là Virtual Islands, tức là các cái mảnh đất ảo từ trò chơi dưới dạng NFT. Thì sau khi mua một cái mảnh đất thì người chơi có thể thay đổi hình thức của cái địa hình và trang trí nó bằng rất là nhiều vật phẩm trong game khác nhau, như là nhà cửa này, hồ nước, đồ trang trí, động vật, thực vật, v.v. Tiếp theo là Avatar, tức là hình đại diện trong trò chơi thì các bạn có thể thiết kế và thay đổi. Thứ tư là In-game Assets, tức là những cái tài sản nằm trong game. Thì các tài sản này có thể là nhà cửa, có thể là động vật, rau, cỏ, cá, đồ trang trí, đồ mỹ phẩm cho nhân vật đại diện của người chơi, v.v. Ngoài ra thì người dùng nền tảng có thể tạo nội dung bằng trình tạo NFT và kiếm tiền từ kỹ năng thiết kế của họ. Cái này cực kỳ hay nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ có Reputation System, là một cái hệ thống danh tiếng thưởng cho những người chơi là công dân tốt. Tiếp theo là Share Quest và Community Events, tức là những cái hoạt động vui nhộn mà là cũng là các cái sự kiện do cộng đồng tạo ra, người chơi có thể tham gia và kết nối với các người chơi khác. Cuối cùng là On-Chain Forum for Discussion, tức là một cái diễn đàn phi tập trung và mọi người chơi có thể thảo luận về các cái hoạt động của trò chơi cũng như là tìm ra các lịch biểu quyết sắp tới của tổ chức phi tập trung cũng như là tìm kiếm bạn bè mới luôn. Token của My Neighbor Alice thì chính là Alice chạy trên nền tảng ERC20. Về backer, về investor và partners của My Neighbor Alice, các bạn có thể yên tâm nha. Có Kairos Ventures, có Damaker, vâng vâng. Tựa game cuối cùng là tựa game mà Linda đã ra một video riêng để hướng dẫn về cách chơi cũng như là cách tham gia các bạn alpha test. Đó chính là tựa game Cyber. Cyber là một cái game bóng đá thẻ bài, tức là có sự kết hợp giữa bóng đá và thẻ bài, và có các NFT được gọi là các con Cyblock, người chơi có thể thu thập, trao đổi, cố vấn và huấn luyện những cái con Cyblock này nhằm tạo ra những cái màn thi đấu giữa các cái nhân vật. Mọi người có thể thấy ở ngay trên giao diện có 5 con Cyblock đúng không? Đây là cái trailer luôn. Thì 5 cái con Cyblock này là sự kết hợp giữa người và người máy. Tức là nó sẽ là người nhưng mà sẽ có một cái vài cái bộ phận trên cơ thể chống là người máy, máy móc với nhà mọi người. Thì một con Cyblock sẽ có 3 yếu tố, đó là Trace, Class và Skill. Trace là các cái chỉ số ẩn, Class là các cái hạng như là đồng vàng, bạch kim, legend, v.v. Skill là các cái kỹ năng tạt bóng, rê bóng, sút bóng và thể chất, v.v.
Các cái đặc điểm của game thì mình sẽ có đặc điểm đầu tiên là exhibition, tức là chế độ luyện tập. Sẽ có 3 versus 3, 5 versus 5. Chế độ thứ hai là mentoring, tức là mình sẽ tạo ra những cái con sideboard mới, dùng những cái con sideboard mà mình đang có. Thì nó giống là cái chế độ breeding bên Axie vậy. Chế độ tiếp theo là training, tức là kiểu là huấn luyện đó. Tức là bạn có thể level up, tức là có thể nâng cấp cái con sideboard của mình. Chế độ tiếp theo là cái tactic card, tức là các cái thẻ bài chiến thuật mà bạn sẽ dùng trong các cái trò chơi của mình để tăng cái khả năng chiến đấu. League và tournament, tức là các cái giải đấu lớn mà các con sideboard, tức là cái team bóng đá mà bạn tạo ra sẽ tham dự. Cái hệ sinh thái của Cyber thì cũng có 3 yếu tố. Đầu tiên là marketplace, tức là cái chợ. Thì hầu như các game đều có chợ đúng không? Ở đây cũng có cái chợ và bạn có thể trao đổi các cái con Cyber hoặc là các cái vật phẩm trong game, mua bán vân vân ở trên cái chợ này. Thứ hai là hệ thống silo, là một nét độc đáo của Cyber. Chính là cái silo này thì bạn sẽ có thể vay mượn các con Cyber và bất kỳ ai cũng có thể vận hành một cái gaming guild. Chế độ cuối cùng chính là side deck, tức là một cái sàn phi tập trung ở trên chính nền tảng của Cyber. Backer của Cyber thì như mình đã nói cực kỳ khủng. Sẽ có Bitcraft này, sẽ có kho 98 và các cái game guild. Một điểm đặc biệt là Cyber được build ở trên BSC, cho nên là phí sẽ rẻ hơn so với các cái dự án nãy giờ mà mình đã review cho các bạn. Tất cả các dự án kia thì hầu như đều xây dựng ở trên ARC, cho nên phí sẽ mắc hơn một tí. Hiện tại thì Cyber đã vừa ra bản alpha test cũng như là các cái bản chơi thử online, và chỉ trong một vài tuần tới nữa thôi thì Cyber sẽ có game chính thức. Cho nên đây là một cái tựa game đang cực kỳ được trông đợi vào năm 2022. Các bạn hãy cùng chờ xem thử Cyber có trở thành một cái cú hit vào năm 2022 không nha. Vừa rồi là top các blockchain game đáng mong đợi vào năm 2022. Các bạn nên nhớ là hầu như các game này được build ở trên Ethereum, cho nên phí giao dịch khá là mắc và cái vốn đầu tư thì cũng không rẻ, nên các bạn cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ một cái quyết định đầu tư nào. Vì cái video này chỉ mang mục đích thông tin chứ không phải là lời khuyên đầu tư nha. Ngoài các cái game kể trên thì còn rất là nhiều các cái game tiềm năng khác trong năm 2022, ví dụ như là Alien Worlds, Mobox, Gods Unchained vân vân. Nếu các bạn quan tâm thì Linda sẽ làm ở một cái video khác. Còn nếu các bạn thích video lần này thì hãy comment cho Linda biết xem thử là bạn thích game nào nhất, cũng như là bạn tin vào tiềm năng phát triển của game nào nhất trong năm 2022. Đừng quên cho Coin68TV một like và một subscribe nha. Còn bây giờ Linda sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye!